Chào quý anh chị và tất cả mọi người nhé. Mình là Xuân Thiệu TV. Chúc mọi người có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui. Hôm nay Xuân Thiệu có vào đây để chia sẻ cho quý anh chị và mọi người biết về một cái hoàn cảnh mà trước đây Xuân Thiệu đã chia sẻ trên Già Mỹ Tủa. Ông năm nay đã 60 tuổi rồi. Hoàn cảnh của ông rất chi là đáng thương. Ông sống một mình mà cũng không có vợ con. Ông chỉ ở một mình trong một cái nhà tranh thôi. Thì qua cái tức phim chia sẻ trước ấy, thì có một cái cô giấu tên ở Hà Nội, cô có gửi tặng ông một cái phần quà rất chi là lớn, có gửi cho Xuân Thiệu để mang vào gửi tặng ông. Cô có gửi cho Xuân Thiệu là 500.000. Cô có dặn là mua một ít nhu yếu phẩm vào cho ông Già Mỹ Tủa này. Thì hôm nay Xuân Thiệu có vào đây thì cũng sử dụng cái số tiền của cô giấu tên, thì có mua cho ông ấy là một bao gạo và một ít cá khô và một chai dầu ăn nữa. Đấy, cụ thể cái món quà này hết bao nhiêu tiền thì mời mọi người cùng theo dõi cái video. Trong nữa Xuân Thiệu sẽ trao cho ông Già Mỹ Tủa này và cũng kê khai luôn để quý anh chị và mọi người cùng biết. Hiện tại thì mình cũng vừa vào đến đây. Đây là cái đường to thôi nha mọi người. Để xuống được nhà ông thì còn phải vòng lên trên này, xong rồi vòng xuống tít tận dưới bờ sông này. Đấy, cái đường vào đây cũng chỉ là cái con đường xe máy đi được thôi. Còn muốn xuống phía dưới này thì phải cũng xe máy xuống được, nhưng mà rất khó đi. Mới hôm nay thì ở trên này đang ảnh hưởng cái không khí lạnh nhé. Thì mấy hôm vừa rồi là có mưa, mà hiện tại thời tiết cũng đang lạnh rồi. Không biết là ở miền xuôi thì như thế nào, nhưng ở trên này thì khá chi là lạnh. Hôm nay Xuân Thiệu vào đây thì cũng phải mang áo rét và những giày dép để đi cho đỡ lạnh. Nha mọi người, Xuân Thiệu hôm nay vào đây thì có mang cái phần quà của cô giấu tên, gồm có một bao gạo và ít cá khô và một chai dầu ăn. Hiện tại thì đây là một cái con đường chính đi vào nhà máy thủy điện nhé mọi người. Để xuống được nhà của ông Già Mỹ Tủa này thì phải đi vào sâu nữa, xong là mới có một cái đường rẽ xuống để đi xuống cái khe này nhé mọi người. Xuống cái rễ sông này nhé. Đấy. Mọi người thấy phải xuống tít tận cái rễ sông này. Đây là cái nhà của ông ở trên này, nhìn xuống thấy đấy. Đó là một cái căn nhà tranh nho nhỏ ở tận dưới này nha mọi người. Bây giờ mời mọi người cùng theo chân Xuân Thiệu để xuống nhà ông Già Mỹ Tủa này nha mọi người. Đây nha mọi người, hiện tại thì mình đã đến cái đường rẽ xuống nhà ông rồi. Đường khá chi là khó đi. Nó chỉ có một cái lối nhỏ nhỏ xuống đây thôi, chỉ là xe máy đi được thôi nha mọi người. Đấy, đường rất chi là khó đi nha mọi người. Mới hôm vừa rồi ở trên này có mưa nên là cũng xói mòn đường, rất gồ ghề khó đi nha mọi người. Đấy, nha mọi người, hiện tại thì Xuân Thiệu đã xuống đến nhà của ông Già Mỹ Tủa rồi. Hôm nay thì có thằng em ở ngay gần đây thì không biết là đi làm nương hay làm gì thì không có nhà, nên là cũng không nhờ em sang để phiên dịch hộ được. Đây là nhà của ông đấy nhà mọi người. Không biết là ông có nhà hay không nữa. Mời mọi người vào trong này xem ông có nhà hay không. Ông đây là cái nhà của ông nhé mọi người. Ở cái video trước thì Xuân Thiệu có chia sẻ về cái nhà của ông. À chắc ông có nhà đây. Ông Tủa ơi. À ông đang làm gì đây? Hả? À. Ông làm gì, nấu cơm mà làm gì thế? Ông Già Mỹ Tủa. Ông đang nấu cơm ông làm gì đấy? Đây nha mọi người. Để chia sẻ qua về cái phía bên ngoài của nhà ông. Nhà ông cũng chỉ quay bằng cái những cái cây
cỏ với lại cái ngô đây nhá mọi người. Đây là cái mái nhà của ông ấy, nhìn từ phía bên ngoài đây. Cái này thì cũng khá chi là lâu rồi nhá mọi người. Cái danh này cũng đây này cũng gọi là chỉ sờ vào cũng mủn mục hết rồi. Cái này nếu mà mưa to thì chắc cũng dột lắm đấy. Về phía bên ngoài nhà ông thì nhìn cũng tương đối là sơ sài. Đi vào trong nhà đi ông ơi. Vào trong nhà. Ông cũng không biết nói tiếng phổ thông cho nên là cũng hơi khó khăn. Mỗi hôm Xuân Thiệu có vào đây thì cũng có nhờ được một em ở ngay gần đây. Cũng biết nói được tiếng kinh. Sang đây để phiên dịch hộ Xuân Thiệu. Nhưng mà hôm nay Xuân Thiệu vào đây thì em không thấy có nhà. Không biết là đi làm nương hay đi đâu, không thấy có nhà. Cái nhà ông, ui dồi ôi. Những cái gì nhiều thế ông ơi, ông Tổ ơi. Đây nha, cái này bị dột à. Đây nha mọi người, đấy là mưa xong rồi bị dột đấy. Ui dồi ôi, đây nhà ông ấy dột ẩm thấp hết rồi nè mọi người. Xuân Thiệu chia sẻ qua về cái này là phía bên trên giường của ông đây nhá mọi người. Cái này chắc là bị trời mưa dột à, cái này bị dột à? Là nói thì ông chỉ hiểu được thôi, chỉ thấy ông gật đầu thôi chứ có không nói được. Đấy, mọi người cũng thấy cái này thì chắc là bị dột xong rồi buộc tạm những cái túi ni lông vào để cho đỡ dột xuống cái giường nhá ông ấy. Ông ở một mình khó khăn. Có mỗi một con gà để ngay đầu giường để đang ấp. Con gà này đang ấp à? Gà đang ấp cho mọi người. Đây là cái trong nhà ông ấy, nhìn ra phía bên ngoài này. Thế này thì chắc là mưa gió xuống thì hát thì bên nào cũng vào nhà. Nhà mọi người, Xuân Thiệu vào đến đây thì cũng trời về khoảng 5 giờ chiều rồi. Nên là chắc ông vừa nhóm bếp để chuẩn bị nấu cơm ấy. Xem ông hôm nay có cái gì nấu cơm không. Ôi giời ơi, đây là hết cả mèn mén rồi nhá. Đây là có ít ớt thôi này nhưng mà mọi người ít ớt mới là ít đầu cá này. Chắc là ông cá ở sông hay gì. Xem ông có cái gì đây. Ôi giời ơi, đây là cái rau cải nhé, rau cải nấu nha mọi người. Mọi người rất chi là đáng thương. Rau củ chua ấy. Đồng bào ở trên này thì cũng toàn dùng mèn mén với cái rau cải với rau củ chua nha mọi người. Thế hôm qua hôm kia là trời mưa. Đấy, những cái mưa giọt xuống ấy, ướt hết cả dưới giường rồi trong nhà đấy nhá mọi người. Đấy, cái ở bên ngoài thì nhìn thấy cái mái danh ở mục dưới đây là mọi quý anh chị và mọi người cùng xem cái mái nhà ông ấy. Ở trong nhà mà còn nhìn ra được phía bên ngoài như thế này thì mưa xuống thì chắc là dột hết cả nhà. Xuân Thiệu hôm nay vào đây thì tại vì hôm qua ông kia có mưa cho nên là chắc là dột hết cả nhà nên nhé mọi người. Đây, chia sẻ cho quý anh chị và mọi người cùng thấy những cái mái danh mà đã lâu rồi mà mục hết thế này thì nhìn ở nhà trong nhìn ra hết, thấy hết cả ở ngoài thế này thì là mưa xuống là chắc là dột hết nha mọi người. Đây chắc bị chuột cắn hay gì đây. Đây nha mọi người, nhìn thấy hết ở bên ngoài này. Đấy, cái này chắc là bị chuột cắn rồi. Đấy, ông ở một mình cho nên là cũng không có cái gì để mà chữa được nhỉ. Chỉ có mỗi cái góc phía giường nhà ông này thì ông lấy cái túi ni lông về để che vào như thế này thì chắc là không bị dột nữa. Đấy nhá mọi người, dưới gầm giường thì dột xuống là ướt hết. Đấy, nước tràn vào đây mọi người. Qua đang thường ông ở một mình nên là cái chăn chiếu rồi các thứ. À đây. À, chào em nhá. Đây
Em có biết nói tiếng Kinh không? À biết à. Thế thì may quá thì em về đây để anh nói chuyện một chút với ông Tủa này. Ông này là ông già Mỹ Tủa chứ nhỉ? Đúng rồi. Vâng. Thế nhà mình ở ngay đâu, đường gần đây đây không? Nhà em ấy. À, nhà em ở Sam đấy. Hả? Đến Thành đấy. À, thế vào đây có người nhà ở đây hay là vào đây chơi? Vào chơi đây, anh rể ở trên này. À, anh rể ở trên này à? Hôm trước anh có vào nhà ông Tủa này thì có em Lệnh ở ngay gần đây thì cũng biết nói tiếng Kinh nên phiên dịch. Hả? Đi làm thuê rồi á? À, thế thảo nào vào đây hôm nay không gặp. May quá có em vào đây thì cũng nói được một ít tiếng Kinh. Thì đi vào đây xem nào, em đi vào đây nói với ông một chút. Đi vào đây. Ông này mấy hôm trước anh vào thấy ông ốm thì ông bây giờ ông khỏe chưa, ông khỏi chưa, hỏi ông xem. Nhà mua tua mình thì đó, cuối có tỷ 8 mua tua. Làm mò xong nữa là khỏe tí rồi. À, lại khỏe một tí rồi à? Nó hôm qua trời mưa thì nhà ông này có dột nhiều không? Để mua nàng đào hay. Ồ, nào mà lô nàng lô tre thì nhiều vào nè. Có mưa về làm mưa về bằng đến nhà dụng dừa. Hả? Nói to lên, em nói to lên. Mua lồng nạt đây này, phân sau đó rồi giờ. Sau sau nó đi. À, có đấy. Có rồi. Cái mái này nhà ông này lâu chưa? Nhá, ta không đây xem nó nè. Ồ. Tao xong luôn. Ừ, 2 tuổi rồi. Hả? Có 2 tuổi rồi. 2 tuổi á? À, nghĩa là 2 năm rồi không? 2 năm. Ý là 2 năm rồi, chứ còn 2 năm rồi. Đấy, cái mái này là được 2 năm rồi mọi người. Cái danh mà cứ phơi nắng phơi mưa mà 2 năm rồi, bây giờ hiện tại bây giờ là cũng mục hết rồi. Đấy, cũng lâu thế này thì chuột trước các gặm nhấm thì cũng mục hết rồi. Thế ông dòng ngô xong chưa? Cho các tà gì tao. Có cử cho mày men với cho tà. À, trong ý là xong rồi. Xong rồi à? Hôm nọ vào anh có vào đây thì thấy ông ngâm một chút đi cái hạt để chuẩn bị đi trồng ấy. Một mình là trồng ít thôi. À, một mình trồng ít à? Thế nhà ông có nhiều nương để dòng không? Tên tàu chỉ mua. Thế mua thế mà thì mẹ thì có ít nữa. Có ít à? Một mình ông này thì có một ít ngô. Thế mọi năm rồng có đủ ăn không? Một mình có đủ ăn cả năm không? Ta sẽ uống chảo dùng nó lo chỉ chảo. À, thì tối chảo á. Đồ. Thế là chỉ được một thời gian thôi phải không? Thế một năm rồi dùng được cái 2-3 cân ngô thì ở trên này thì vùng cao núi đá này cũng không có điều kiện để mà mua phân bón nữa, cho nên là cái hạt giống rồng xuống thì cũng không được tốt mấy, đâm ra là cũng không đủ ăn. Thế là bao nhiêu ngày là ông không có quần áo mặc nữa, là vẫn thấy ông mặc cái bộ quần áo này đây. Chỉ mua đây. À không có. Ê, chắc phải 4-5 ngày hôm nay là vẫn thấy ông mặc một cái bộ này nhá, anh vào thì. Ngày ngày cũng mặc thế. Ôi giời ơi. Tiếp tục lùa thế chỉ nguyên nhiên mà vua này. Không có tiền đi mua. Khổ quá nhỉ. Thế anh vào hôm nay là 4-5 ngày rồi mà trước rồi mà vẫn thấy ông mặc cái bộ này. Là ông có cái hoàn cảnh rất chỉ là đáng thương ấy mọi người. Thế ông ở đây thì cái chỗ nhà này, đất này của ông là ông chỉ ở mấy nhờ ai? Thợ ai giờ lao chứ không? Của nó rồi. Hả? Của người ta thôi. Của người ta thôi á? Ôi giời, thế ông đây ông chỉ ở nhờ thôi à? À, thế thì ông không có đất để làm nhà, không có chỗ để làm nhà. Chỉ mua sạch tiệu thế này. Chỉ mua luôn. Không có luôn. Không có. À, ê, đáng thương nhỉ. Ủa mà yêu, ủa tổ chê mà yêu thể là có tế. Thế từ trước đến giờ ông đi ở nhờ nhà nào hay là ông cứ ở cái nhà này thôi? Xin một chút mà thể. Nhờ từ con này từ tết đấy. Con này bùa bể phong lòng có. Không biết ở xa nữa là nhà ở đây luôn. À, thế là ông là người gốc ở đây luôn à hay như nào? Cho té à,
Cho tay nhau bộ bè khẩu cái thế bè chứ. Nó kia là xăm không đến đây là của nó đâu. À. Không có đất. Thế nương ông ở tận đâu thôi? Ông nương để là trồng ngô à? À lên tận trên mạn trên này hả? Lên cao núi này hả? Ai da. Quý anh chị và mọi người, cái ở trên này thì đa số dòng cái ngô thì toàn ở trên núi cao thôi, toàn đá mới lại dốc nên là dòng không được mấy. Cứ đến mùa lại mùa khô nữa, hiện tại bây giờ ông bắt đầu mới trồng thì không biết là bao giờ có để ngô để ăn đây. Hiện tại đang mùa giáp hạt này, rất chỉ là khó khăn. Ông sống già mấy tuổi sống một mình. Thế ông chính xác năm nay ông là bao nhiêu tuổi rồi? Sáu mươi á? À đúng 60 tuổi à? À đấy, ông 60 tuổi nhưng mà ông vất vả ở một mình thôi, thổi đâm ra nhìn ông cứ khắc khổ vậy. Đáng thương quá nhỉ. Hôm nay cháu vào đây thăm ông nhá, là cháu có mang một cái phần quà của cô giấu tên ở dưới Hà Nội, cô có gửi tặng ông là một ít nhu yếu phẩm để mang vào cho ông, để ông sử dụng những ngày sắp tới nhá. Hôm nay Xuân Thiệu có vào đây thì mang được cái món quà của cô giấu tên ở dưới Hà Nội, có mua cho ông là một bao gạo là 10 cân là 140.000 nhá, và một cân cá khô 65.000, và một chai dầu ăn nữa. Thì có cá khô này thì phải có dầu rán, đâm ra vì vậy Xuân Thiệu lại mua thêm cho ông ấy một chai dầu rán để ông sử dụng, có ít dầu ít mỡ để mà rán ít cá khô này, và có bao gạo này cho ông. Đây là cái phần quà của cô giấu tên ở dưới Hà Nội đã gửi cho ông. Thì hôm nay Xuân Thiệu cũng thay mặt ông già mấy tuổi là cũng xin gửi lời cảm ơn đến cô giấu tên ở dưới Hà Nội ạ. Tổng cái số tiền này là 245.000 nhá mọi người. Đấy. Đây là cái món quà rất chi là ý nghĩa gửi đến ông già mấy tuổi trong cái thời gian khó khăn này. Ông có một cái chút ít để mà sử dụng trong cái thời gian sắp tới, tại vì bà con ở trên này đang vào một cái vụ giáp hạt ấy. Đấy, cho nên là rất cần thiết cho ông trong những ngày sắp tới. Em ơi, bà ông về đây để lấy cái món quà này. Đấy nhá, ông bê vào trong nhà đi. Bê vào trong nhà. Bê vào trong nhà. Tại vì ở trong nhà ông cũng không có điện ấy, nên là trời tối, cho nên là hôm nay Xuân Thiệu vào đến đây thì cũng trời gần tối rồi, cho nên là cũng trao cho ông ở ngoài như vậy thôi, để cho trời nó sáng. để hắn hoi nhá, không đợi vào ấy, không thì mưa dột xuống là hỏng hết đấy. Vì ông cũng ở một mình ấy, nên là cũng chỉ mang vào cho ông một bao là 10kg thôi. Tại vì nhiều quá thì ông sử dụng nó không hết đấy, để nhớ đâu ông bảo quản không tốt thì trời mưa nó dột xuống lại ẩm mốc hết. 10 cân này thì cũng một mình ông sử dụng thì chắc là cũng được một thời gian khá lâu. Đây là cái khuôn gian bếp nhá, cô bác anh chị, không có một cái gì đáng giá cả. Hôm nay thì cũng mang một cho ông một ít quà vậy. Cái này không phải của anh đâu, cái này là của một cô giấu tên, cô ở dưới Hà Nội thì cũng thấy cái hoàn cảnh của ông là rất là đáng thương, có gửi tặng ông một ít quà.
để Xuân Thiệu là cũng thay mặt cô để mang cái món quà này vào để trao lại cho ông thôi. Cũng xin được cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người và tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã cùng chung tay giúp đỡ những cái bà con ở trên vùng cao này. Thế nhá, cái bao gạo này nhá, ông phải lấy cái gì về đậy vào hẳn hoi nhá. Không thì treo cái cá khô này, chỉ treo nó lên đâu đây, không thì chó chiếc vào nó lại tha đi mất. Đấy, một đặt lên đấy, xong rồi lấy cái gì đậy vào. Có thằng em này cũng nói không sõi lắm, đâm ra thì nhiều khi mình nghe nó cũng không được hiểu hết những cái ý của ông ấy nói. Xuân Thiệu cũng vừa chia sẻ đến quý anh chị và tất cả mọi người về một cái hoàn cảnh khá chi là đáng thương, và đã được cái cô giấu tên ở dưới Hà Nội, cô gửi trao cho một cái món quà rất là ý nghĩa đối với ông già Mỹ Tủa, để giúp ông trong cái thời gian sắp tới là bớt đi khó khăn hơn. Đấy, cũng xin thay mặt ông Tủa là gửi lời cảm ơn đến cô Hà Nội. Cô đã có những cái tấm lòng rất chi là cao quý để gửi tặng cho ông và những cái hoàn cảnh khác ở trên vùng cao này. Một lần nữa Xuân Thiệu cũng xin cảm ơn rất nhiều. Và cũng xin khép lại cái video ngắn của mình tại đây. Nếu quý anh chị và tất cả mọi người xem được cái video của Xuân Thiệu chia sẻ, thì có thương cái hoàn cảnh của ông thì cũng hãy giúp đỡ ông bằng những cái vận dụng cần thiết, như là quần áo hoặc là những cái đồ dùng hàng ngày như là bát đũa. Hiện tại thì cái bát đũa của ông hầu như là không có cái nào nha mọi người. Đây, đấy, cái khuôn gian bếp của ông chỉ có mấy cái nồi với lại những cái thìa thôi, còn không có cả cái bát nào mà sử dụng. Đây đây có mỗi một cái bát mà mấy hai cái thìa ở trong này thôi. Hiện tại là cái mèn mén như này, các thứ là ông cũng không còn nữa. Đấy, là cũng không có cả cái bát nữa mà dùng. Nên là cũng kính mong anh chị và mọi người hãy cùng chung tay giúp đỡ cái hoàn cảnh của ông, cho ông bớt được những khó khăn. Hiện tại thì ông có hoàn cảnh rất chỉ là đáng thương, sống một mình không nơi nương tựa, không có vợ, không có con. Hiện tại ở một mình trong một cái túp lều tranh này nhé mọi người. Những cái trời mưa trời gió thì dột ướt hết nhà đấy. Đây mọi người cũng thấy mấy hôm vừa rồi là trời mưa nhé. Đấy, vào đây thì mưa dột ẩm hết nhà đấy. Đây cái này thì không cần đấy thì cũng biết rồi đấy. Những cái mái nhà ở trong nhà mà nhìn ra thấy ở ngoài sáng hết thế này nhé mọi người. Thế này thì mưa gió thì chả dột hết cả nhà. Và nhá, hôm nay cháu chỉ vào thăm ông vậy thôi nhá. Để hôm khác thì nếu mà có như qua cái thước phim này thì có các anh chị và cô bác gần xa có thương ông, tặng ông những cái vận dụng cần thiết thì cháu sẽ mang vào cho ông nhá. Để hẹn gặp lại ông lần sau nhá. Ông giữ gìn sức khỏe nhá. Trời mưa thì lấy cái ấy về đậy những cái bao gạo với cái vào, không thì mưa nó ẩm xuống hết đấy nhá.